Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã từ chối bình luận về thông tin rằng các cuộc đàm phán giữa Bộ Tư pháp Mỹ và các luật sư của bà Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính của tập đoàn Huawei Trung Quốc, có thể dẫn đến khả năng bà Mạnh Vãn Châu được tự do và trở về Trung Quốc. Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu của ông là đưa hai công dân Canada Michael Kovrig và Michael Spavor đang bị giam giữ tại Trung Quốc về nước. Sau khi Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu hồi tháng 12 năm 2018 theo đề nghị của Mỹ, nhà chức trách Trung Quốc đã bắt giữ hai công dân Canada này với cáo buộc hoạt động gián điệp. Các công tố viên Mỹ đang dàn xếp một thỏa thuận với các luật sư của bà Mạnh Vãn Châu, theo đó, giám đốc tài chính của Huawei có thể nhận một số tội danh để đổi lại việc sẽ không bị truy tố tại Mỹ và có thể trở về nước.